Lại nữa thiện hiện các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa xả bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu để cầu học kinh điển. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Vì sao? Vì các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa xả bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu là cội gốc của trí nhất thiết trí, mà học các kinh khác là nhánh lá thì chắc chắn không thể chứng quả bồ đề của Phật. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, những kinh điển nào là nhánh lá không thể hướng đến trí nhất thiết trí? Phật dạy, thiện hiện nếu pháp tương ưng với nhị thừa, gồm bốn niệm trụ, nói rộng cho đến tám chi thánh đạo, ba môn giải thoát, trí bốn đế, vân vân. Các thiện nam tử vân vân tu học trong đó chỉ đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, độc giác bồ đề, chẳng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đây gọi là những kinh nhánh lá không thể đạt đến trí nhất thiết trí. Bát nhã ba la mật đa thâm sâu chắc chắn đạt đến trí nhất thiết trí, có thế lực và công dụng lớn như gốc cây. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này xả bỏ bát nhã ba la mật đa cầu học kinh khác thì nhất định không chứng được trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường sanh ra các chúng đại Bồ Tát và tất cả công đức thế gian, xuất thế gian. Các kinh điển khác không có công dụng này. Nếu đại Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật đa, tức là tu học tất cả công đức quý báu ở thế gian và xuất thế gian của chúng đại Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, như con chó đói bỏ thức ăn của ông chủ lại theo tôi tớ mà tìm cầu miếng ăn, ở đời vị lai sẽ có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa xả bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu là cội gốc của tất cả Phật pháp, lại cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa. Sự việc ấy cũng vậy, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, ví như có người muốn tìm voi lớn, được voi rồi lại bỏ đi mà tìm dấu chân voi, ý ông thế nào, người kia khôn không? Thiện hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy, thiện hiện ở đời vị lai có thiện nam tử vân vân trụ đại thừa xả bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu là cội gốc của tất cả Phật pháp, cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa. Sự việc ấy cũng như vậy, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, thí như có người muốn thấy biển cả, đã đến bờ biển lại xem dấu chân trâu, ý nghĩ như vậy, nước trong biển cả lượng nó sâu rộng như thế này chăng, ý ông thế nào, người đó khôn không? Thiện hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy, thiện hiện ở đời vị lai có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa xả bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu là cội gốc của tất cả Phật pháp, cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa. Sự việc ấy cũng như vậy, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, như có người thợ giỏi hay đệ tử vị ấy muốn tạo ra cung điện lớn như cung điện thù thắng của trời Đế Thích, thấy cung điện ấy rồi liền phát họa quy mô như cung điện Nhật Nguyệt, ý ông thế nào, người thợ giỏi hay đệ tử vị ấy có thể tạo ra được điện lớn như cung điện thù thắng của trời Đế Thích không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, thiện hiện, ý ông hiểu sao, người kia có khôn không? Thiện hiện đáp, người kia chẳng phải khôn mà là loại người ngu si. Phật dạy, thiện hiện, ở đời vị lai có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, muốn đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, lại cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa. Sự việc ấy cũng như vậy, người kia chắc chắn không chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, ví như có người muốn thấy chuyển luân vương, thấy rồi nhưng chẳng biết, bèn bỏ đi chỗ khác gặp tiểu quốc vương, xem xét hình tướng nghĩ như vậy. Hình tướng và oai đức của chuyển luân thánh vương và vị này nào có khác, ý ông thế nào, người kia khôn không? Thiện hiện đáp, người ấy chẳng phải khôn. Phật dạy, thiện hiện ở đời vị lai có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa. Cũng lại như vậy, muốn đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa. Còn nói kinh điển này cùng với kia nào có khác, thì dùng kia làm gì? Do nguyên nhân này, chắc chắn người ấy chẳng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, như có người đói được thức ăn ngon trăm vị lại bỏ đi mà tìm ăn cơm thứ gạo để 60 ngày, ý ông thế nào, người ấy khôn không?
Thiện hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy, thiện hiện ở đời vị lai có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, muốn tìm trí nhất thiết trí ở trong đấy. Thật luống uổng, nhọc nhằn, rốt cuộc chẳng được gì, ý ông thế nào, người kia khôn không? Thiện hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy, thiện hiện đúng vậy, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện như có người nghèo được ngọc vô giá lại vứt bỏ, mà lấy loại ca giá mạc ni, thủy tinh, tầm thường. Ý ông thế nào, người ấy khôn không? Thiện hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy, thiện hiện ở đời vị lai có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, mau được trí nhất thiết trí ở trong kinh điển ấy, chỉ phí sức nhọc công mà chẳng được gì, ý ông thế nào, người ấy khôn không? Thiện hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy, thiện hiện đúng vậy, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, khi biên chép bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các biện luận linh tinh giấy khởi, muốn nói các loại pháp môn sai khác, khiến cho việc chép kinh chẳng được hoàn hảo, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Sao gọi là nhiều sự biện luận? Nghĩa là ưa nói sắc thanh hương vị xúc, ưa nói sáu pháp ba la mật đa, ưa nói về dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ưa nói công đức thọ trì đọc tụng, ưa nói về tu các phước nghiệp khác như khán bệnh vân vân, ưa nói về niệm trụ cho đến chi đạo, ưa nói tất cả tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí, ưa nói pháp nội không cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên biết đều là việc ma của Bồ Tát. Vì sao? Vì đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu, muốn thuyết pháp tướng đều hoàn toàn bất khả đắc, vì không tầm tứ, vì khó nghĩ bàn, vì không có sự lo nghĩ, vì không sanh diệt, vì không nhiễm tịnh, vì không định loạn, vì xa lìa danh tự ngôn ngữ, vì bất khả thuyết, vì bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các pháp như trước đã nói đều không có sở hữu và hoàn toàn bất khả đắc.